Xin chào các bạn đến với Kênh New 24 h kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm vào những tin tức nổi bật có trong ngày. Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 căng thẳng trở lại khi xuất hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin trước đó, tỷ lỗi phần lớn do bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không đã không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về việc cách ly phòng dịch khiến COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Sau khi thông tin về bệnh nhân 1342 được công bố, có không ít người đã lên tiếng chỉ trích, đả kích bệnh nhân này và cả những tiếp viên hàng không đang làm việc cho hãng. Thậm chí đã có những hành động quá khích xảy ra làm ảnh hưởng tới các tiếp viên khiến họ phải lo sợ. Tối mùng 2 tháng 12, trên trang fanpage cá nhân, nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thu Hà, liên đội 5 khu vực miền Bắc của Vietnam Airlines, đã chia sẻ dòng trạng thái đầy lo lắng. Là một người mang quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam, tại sao lại đối xử với chúng tôi không có một chút tình nghĩa bạn bè, hay là cùng chung một dòng máu đỏ ra vàng. Chúng tôi đi làm cũng từ mồ hôi nước mắt, xương máu của mình. Chúng tôi luôn phục vụ và kéo vali trong đêm. Chúng tôi mang trên mình một tà áo dài đi làm cũng như mang nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam ra khắp thế giới. Tại sao lại đối xử kỳ thị với chúng tôi như vậy? Chúng tôi ra ngoài đường, trên đường đi, tại sao lại bị ném thuốc lá vào người, vào trang phục? Thu Hà cho biết, khi cô cùng chồng cũng là một tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đang dừng đèn giao thông thì bị người đi đường ném thẳng tàn thuốc vào áo dài rồi chửi bới. Làm như vậy để trách móc chúng tôi hay sao? Sao mọi người không nghĩ những lúc dịch chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu cùng mọi người trong suốt thời gian qua, nhưng chỉ vì một cá nhân mà mọi người lại đánh giá cả một tập thể? Đồng nghiệp tôi sai, nhưng chúng tôi có đáng để bị mọi người đối xử như vậy hay không? Nghề chúng tôi là làm dâu chăm họ mà, nay đây mai đó, hết chuyện này tới chuyện khác nên cũng hiểu. Mong mọi người trong cộng đồng xem xét và đánh giá cho đúng. Chúng tôi thật lòng xin lỗi. Những ngày qua thực sự là cơn ác mộng của Thu Hà và các đồng nghiệp. Những người bức xúc chỉ mắng ngay ngoài đường khi thấy trang phục tiếp viên của Vietnam Airlines. Có những người thì bị dí tàn thuốc thẳng vào vai. Các tiếp viên dặn nhau ra đường thì đi cùng đoàn vì trang phục truyền thống của Vietnam Airlines rất dễ nhận ra. Chia sẻ trên mạng xã hội, các tiếp viên này cho biết họ rất tiếc về sự cố của bệnh nhân 1342 gây hậu quả quá lớn cho cộng đồng. Rất nhiều tiếp viên là nhân viên của hãng hàng không quốc gia đã đồng loạt treo hashtag #weapologize Đồng thời cùng nhau thay mặt đồng nghiệp của mình là bệnh nhân 1342 lên tiếng xin lỗi, mong cộng đồng tha thứ và đối xử văn minh. Trước động thái của các tiếp viên hàng không, cư dân mạng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Họ cho rằng những hành động không tốt dành cho các tiếp viên là điều không nên có, đồng thời khuyên mọi người chỉ nên trách người có lỗi và chờ họ nhận hình thức xử lý theo quy định. Cùng xem một số bình luận của cư dân mạng nhé. Bạn nam tiếp viên kia quả thật là có lỗi vì phạm quy định cách ly, đáng bị xử phạt. Nhưng các tiếp viên hàng không từ Bắc tới Nam, họ đâu gây ra tội gì mà làm vậy? Các tiếp viên hàng không là những người từng bay vào vùng dịch giải cứu người dân Việt Nam, hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp của họ, đừng chỉ nhìn thấy vấn đề trước mắt mà trách tất cả như vậy. Rồi mấy đứa nói này nói nọ tính lập page anti tiếp viên hay gì, đúng là vô lý hết sức. Nghe chuyện mấy bạn tiếp viên mà thấy thương, mọi người nên phân biệt rõ nguồn cơn từ đâu, đừng trách hết tất cả tiếp viên như vậy. Dịch COVID-19 tiếp viên đã rất khó khăn rồi, họ còn thực hiện nhiều chuyến bay giải cứu nữa mà giờ bị quay lưng như vậy quả thật là không đáng. Hiện tại sau hành động treo hashtag, các tiếp viên hàng không đã nhận được rất nhiều lời an ủi, động viên và ủng hộ từ cư dân mạng. Hy vọng những lời nói hành động xấu xí kia dành cho các tiếp viên hàng không sẽ không còn và mọi người thì có thể sớm vượt qua thời gian khó khăn vì dịch COVID-19 này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ KNew 24 giờ nhé!